Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ năm 1 từ tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, chắc trong thời gian qua quý vị nghe nhiều cái chuyện ngập lụt ở các thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Sài Gòn. Mỗi khi có mưa là ngập, ngập kinh khủng luôn. Và người ta nói rằng là một phần lớn là do cái thiết kế và quy hoạch đô thị nó không có theo đúng tiêu chuẩn là xây dựng bừa bãi nhiều chỗ nhà cất lên đâm ra nghẹt ống cống à, và nó ngập à, cái đó chúng ta biết nhưng mà ngày hôm nay ở Việt Nam đã có một nơi ở trên cao nguyên mà lại ngập làm người ta bất ngờ không thể tin nổi đó là thành phố Đà Lạt thưa quý vị tờ VN Express trong nước cho biết vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày hôm nay 1 tháng 9 có một trận mưa lớn trong một thời gian ngắn khiến nhiều nơi tại thành phố Đà Lạt chìm sâu trong biển nước như quý vị thấy trên màn hình nhiều nhà dân, cửa hàng, vườn hoa bị ngập gần một mét ảnh hưởng nhiều du khách đang đi chơi lễ. Bởi vì bên Việt Nam người đang đổ về Đà Lạt ra đi nghỉ lễ 2 tháng 9 là ngày độc lập của Việt Nam. Và cơn mưa lớn lại đổ xuống khu vực giáp ranh thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Nước từ thượng nguồn chảy về trung tâm Đà Lạt dồn về suối Cam Ly kéo theo nhiều bùn đỏ rác thải sinh hoạt và nông nghiệp. Sau đó dâng tràn ra các con đường Phan Đình Phùng, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, Cách mạng tháng 8, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn. Nguyễn Thị Nghĩa gây ngập nặng chưa từng có. Nước dâng lên quá nhanh nhiều đoạn đường ngập gần 1 mét khiến người dân không kịp trở tay. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải dắt bộ, nhiều cửa hàng hai bên đường Phan Đình Phùng bị nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc. Và một người chủ ở cửa hàng tạp hóa ở đường Phan Đình Phùng cho biết mưa lớn nước thượng nguồn các con suối đổ về nhanh quá khiến chúng tôi không kịp trở tay hàng hóa bị hư hết. Mưa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, rau xanh ở khu vực huyện Lạc Dương và thành phố là Lạt bị ngập nặng và bị hư hại Các có thể tưởng tượng đường cao nguyên à, thành phố cao nguyên như thế mà lại bị ngập đó là cái điều mà người ta không thể hiểu nổi và với tình trạng này thì trong tương lai là sẽ còn bị ngập nữa và quý vị thấy cái cảnh tượng đó thường thường chúng ta nghĩ là trên cao nguyên là nó cao không? nước mưa nó chảy xuống dưới nhưng mà đây không thưa quý vị nó cũng có thể là do một phần là xây dựng không có theo đúng quy hoạch thành thử ra nước nó không có thoát đi được và nhiều khi đó xây nhà nhưng mà lại không mở rộng những con rạch, những con mương, những con suối thành ra khi mà gặp mưa lớn nó thoát không kịp và bị tràn ra. Trong cái đó thì công ty quốc doanh hàng không của Việt Nam đó là Việt Nam Airlines bắt đầu hủy nhận máy bay đã ký mua với Boeing và Airbus bởi vì bị thua lỗ nhiều quá. Ở báo Việt cũng trong nước ngày hôm nay 1 tháng 9 cho biết là hãng hàng không quốc gia Việt Nam được ghi nhận đang đàm phán để hủy nhận 4 máy bay Boeing 787 và Airbus A320 đã đặt mua theo hợp đồng. Bên cạnh đó, năm nay máy bay mới cũng đang được hãng này thỏa thuận để nhận vào cuối tháng cuối năm 2022, 2023 thay vì 2020, 2021 như hợp đồng ban đầu. Báo VN Express cho biết là tin này cũng được VN, uh, Việt, Nam Airlines xác nhận và đang bị cái hãng kiểm toán Deloitte Việt Nam nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Bản tin này cho biết là báo cáo tài chính soát xét giữa liên độ cho hay nợ ngắn hạn của Việt Nam Airlines vượt tài sản ngắn hạn 36.400 tỷ tức là tương đương khoảng 1 tỷ rưỡi đô la trong lúc vốn chủ sở hữu âm gần 4.900 tỷ tức là tương đương khoảng 209 triệu đô la uh, Theo um, có Express cho biết khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Việt Nam Việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng và các khoản phải trả cho các nhà cung cấp tức là bên cho thuê máy bay trong nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ, tức là tương đương 1.3 tỷ đô la, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Nhưng do giá nhiên liệu tăng cao và nhiều đường bay quốc tế chưa được mở trở lại, nên Vietnam Airlines vẫn lỗ khoảng 5.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 217 triệu đô la. Cũng theo VN Express, ngoài việc bán vé, Vietnam Airlines đang tìm kiếm các nguồn thu khác, gồm thanh lý máy bay, động cơ máy bay và các khoản đầu tư tài chính. Hiện tại hãng này bán được một máy bay, bán quyền mua và thuê lại một động cơ máy bay. Thanh lý khoản đầu tư vào hãng hàng không Cambodia Air và thu về 860 tỷ đồng, tương đương 36.6 triệu đô la. Hồi trung tuần tháng 5, Vietnam Airlines được ghi nhận tiếp tục có lộ, quý lỗ thứ 9, tức là 9 quý lỗ liên tục, một quý là 3 tháng như vậy. 3 lần 9 năm 7 là 27 tháng lỗ liên tục. Đó. Với lợi nhuận trước thuế là 2.621 tỷ đồng, tức là tương đương 113 triệu. Báo cáo tài chính quý 1 của Vietnam Airlines cho biết doanh thu phục hồi mạnh nhưng chịu ảnh hưởng của cuộc chiến ở bên Ukraine. Tức là có nhiều đường bay mở không được và như vậy tiếp tục lỗ. Được biết là chủ sở hữu của Vietnam Airlines hiện nay bao gồm Ủy ban quản lý vốn nhà nước là cổ đông lớn nhất nắm 55.2%. Kế đến là công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước gọi tắt là SCIC nắm 31 và 31.1% số vốn và tập đoàn ANA 5.62%. Tuy Việt Nam Airlines đều đặn mỗi quý đều báo lỗ hơn 100 triệu đô la, các báo Việt Nam hiện không còn đề cập đến đề cho hãng hàng không này phá sản. Có nghĩa là thưa quý vị, cứ 3 tháng lỗ khoảng hơn 100 triệu. Như vậy một năm lỗ khoảng chừng 400 triệu. Nhưng mà nhà nước vẫn phải bù lỗ bởi vì đây được coi là công ty hàng không tiêu biểu của Việt Nam và ngoài cái việc chở khách còn chờ các gọi là lãnh đạo Việt Nam đi công cán nước ngoài. Ở tỉnh Phú Yên bây giờ đang xôn xao chuyện là có hai video clip cho thấy có nữ sinh đánh hội đồng bạn nữ lột quần áo rồi quay phim tung lên mạng. Tối 31 tháng 8 trên mạng xã hội cùng lúc lan truyền hai video clip về hành vi bạo lực của các nữ sinh cấp 2 xảy ra tại huyện Phú Hòa và thị trấn Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Báo dân trí cho biết một video clip dài hơn 5 phút ghi cảnh nhóm 5 hoặc 6 nữ sinh ở huyện phú hòa dùng tay liên tiếp đánh vào mặt đầu của hai nữ sinh khác ngoài ra nhóm nữ sinh này còn sử dụng chân đạp vào bụng dùng dép đánh vào đầu các nạn nhân dù hai bạn học có lời van xin đặc biệt clip thứ hai gây phẫn nộ công luận kinh hoàng hơn ghi lại cảnh một nữ sinh bị bốn nữ sinh khác thay phiên nhau đánh đập giật tóc chưa dừng lại nhóm này còn lột quần áo của nạn nhân rồi quay clip để tung lên mạng xã hội Uh, nói báo dân trí ngày hôm nay là 1 tháng 9 thì ông Trần Khắc Lễ là giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết đã nhận được thông tin việc này và đang điều tra các phụ nữ sinh đánh nhau và Sở Giáo dục Đào tạo cũng như phòng đào, phòng giáo dục ở hai địa phương huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa đang tìm hiểu và để có hướng chỉ đạo xử lý. Thì uh, báo uh, thanh niên thì trích lời thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng công an thị xã Đông Hòa cho hay đã xác minh thông tin vụ đánh nhau Cởi áo quần và quay clip tung lên mạng Và đang xử lý những uh, học sinh này uh, Trong khi đó thì thưa có thêm 26 người Việt bị lừa Cambodia được trả về nước uh, Báo tuổi trẻ trong nước cho biết là Có 26 người đã được đưa về qua cái ngã An Giang Ở cột mốc biên giới 275 Hôm nay là 1 tháng 9 Bao gồm 23 nam và 3 nữ Từ 17 đến 30 tuổi Bị dụ sang Cambodia làm việc nhẹ lương cao trong số này chỉ có 10 người có sổ thông hành tức là passport, số còn lại xuất cảnh trái phép sang Cambodia. À, chắc quý cũng còn nhớ là hôm trước đã có được có khoảng cũng là mấy ba mấy bốn chục người bỏ cái sông bài à, bơi cái sông Bình Di ở giữa Cambodia và An Giang để trở về bởi vì những người này cũng bị lừa sang đó để làm việc nhẹ lương cao nhưng cuối cùng bị bóc lột và những người này đã phải cái là bơi về xảy thân trong đó có một người bị kẹt lại và bị đánh và sau đó là bị chết. Đó là cái chuyện mà bây giờ người Việt Nam đi qua bên Cambodia đi làm bị người ta dụ qua và gây uh, ảnh hưởng rất là lớn. Rồi cũng liên quan công công việc kinh doanh ở Việt Nam thì thưa quý vị, hãng FLC mà có một chủ tịch Nguyễn Văn Quyết bị bắt hồi tháng 3 vừa rồi. Vì cái tội là nâng khống uh, chứng khoán cũng như là lừa đảo thì ngày hôm qua 31 tháng 8 Sở giao dịch chứng khoán ở Sài Gòn cho biết là cổ phiếu của công tập đoàn FLC sẽ bị chuyển từ chế độ hạn chế giao dịch sang chế độ đình chỉ giao dịch bắt đầu từ ngày 9 tháng 9. Báo Thanh niên hôm nay cho biết là trong phỏng vấn ông Lê Bá Nguyên, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC và ông này cũng là anh vợ của ông Trịnh Văn Quyết trong nước ta gọi là quyết còi đó về việc cổ phiếu công ty này bị ngừng giao dịch từ ngày 9 tháng 9 và ông nói là đối với sự việc bất khả kháng và ngoài ý muốn, tập đoàn FLC mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và chia sẻ cổ đông cũng như sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý. Ông Nguyên cho biết là ở uh, trong tâm thư nói rằng là Thanh Minh FLC đã nỗ lực hết mình để phối hợp giải trình cũng như xúc tiến lộ trình công bố thông tin theo quy định nhằm sớm đưa cổ phiếu FLC ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch hoặc hạn chế giao dịch. Ờ, nguyên nhân đình chỉ giao dịch được công bố là tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch và kết thúc phiên dịch hôm 31 tháng 8 cổ phiếu FLC được ghi nhận ở mức 4.000 đồng tức là chưa được 20 sen tức là không mua nổi một ly trà đá ở Việt Nam giảm gần 85% so với giá cao nhất hồi đầu năm nay và thưa quý vị ông Quyết là Trịnh Văn Quyết thường được gọi là Quyết còi và ông bị uh, truy tố là đã thực hiện cú siêu lừa chiếm đoạt hơn 6.400 tỷ đồng, tức là tương đương 272 triệu đô la. Ờ, ông này ở mới đây thì báo chí trong nước cũng uh, bật mí cho biết là dùng uh, người nhà để mà chuyển tiền không tức là chuyển tiền giả là chuyển chuyển nhưng mà không chuyển chuyển qua chuyển lại ấy. thì từ trong 3 năm từ 2014 đến 2016 từ vốn ban đầu có 1 tỷ rưỡi đồng lên tới 4.300 tỷ đồng tương đương 430 triệu cổ phiếu có thể tưởng tượng trong 3 năm mà từ 1 ngàn, từ 1 tỷ rưỡi lên 4.300 tỷ tăng hơn 3.000 lần đặc biệt trong đó là có cái ngày 8 tháng riêng năm 2016 họ nâng vốn à, họ nâng vốn nghĩa là từ 1 tỷ rưỡi trong một ngày đó ngày 8 tháng 6 năm 2016 các quý vị trong một ngày đó mà họ nâng như vậy là để coi uh, Từ 1 tỷ rưỡi mà chỉ có ba cổ đông góp vốn thôi Mà nâng lên số tiền tới 462.5 tỷ đồng trong một ngày Và họ có lệnh chuyển tiền liên tục qua lại 18 lần tất cả Sau đó bao nhiêu lần chúng ta không biết Nhưng mà người ta thắc mắc là tại sao Chuyện đó từ năm 2013 đến 2016 mà không ai biết một công ty làm ăn nghĩa là gian lận như thế mà không ai biết hay là có ai đỡ đầu chuyện đó chúng ta không biết nhưng mà đây là câu chuyện mà dư luận đang thắc mắc họ ừ. không thể nào mà chuyển tiền như vậy mà không ai biết mặc dù có cơ quan có công ty kiểm toán mà công ty kiểm toán là tư nhân vô kiểm toán nhiều khi uh, bắt phải kiểm toán theo ý họ và trong thời gian đó FLC có muốn công ty ASC kiểm toán và sau hiệu kiểm toán xong FLC không hài lòng và cho công ty này nghỉ mới công ty khác Tức là tôi muốn anh kiểm toán là anh phải giấu những chuyện đi Và đó lý do tại sao họ nâng không vốn Thưa quý vị xin nhắc lại Từ 1 tỷ rưỡi lên tới 4.300 tỷ trong 3 năm Và trong một ngày 8 tháng riêng năm 2016 Chuyển tiền 18 lần Từ 1 tỷ rưỡi mà lên 462 tỷ Chẳng lẽ không ai biết Và ông này thường xuyên xuất hiện với các lãnh đạo Việt Nam Từng có hình xuất hiện với ông Nguyễn Phú Trọng Là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Và tháng 10 năm ngoái Đi cùng với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đi sang bên Anh và ký hợp đồng với bên Anh có một chính đứng đằng sau chụp hình thì không biết là những ông này có bảo kê hay không nhưng mà ông quyết là chuyên môn là chụp hình là có những lãnh đạo cao cấp Việt Nam thì phải chăng đó là những cái hình ảnh mà đẩy ông lên là người ta tin là cổ phiếu ông lên người ta nhà vào mua và tới lúc là ông hốt hốt xong trong uh, thuật ngữ thị trường chứng khoán bên Mỹ nó có cái từ là bơm đâm tức là bơm là đẩy 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 vốn lên bằng cách này cách kia Ví dụ tôi muốn làm ăn, muốn quý vị tin vào tôi, tôi mướn một số tờ báo hay là tôi cho một số người khen ngợi thôi Đẩy hình ảnh tôi lên, quý vị tin tôi bị đổ vốn vào, bắt đầu tôi hốt xong. đầu lúc mà tôi muốn muốn hốt tiền quý vị bắt đầu tôi bán ra. Bán ra tôi quý, quý vị phải đưa tiền lại, đúng không? Bắt đầu tôi mua mà mua rẻ thôi. Đó. và tôi hốt mớ tiền, xong. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 ở tại tiểu bang Georgia, chúng ta nhớ cách đây khoảng 2 tuần. À, biện lý cuộc của phu tân cao ở bên georgia đã kiện lên tòa liên bang và tránh án lê martin may đã yêu cầu thượng nghị sĩ lindsey graham của đảng cộng hòa tiểu bang Carolina ra khai trước tòa nhưng ông đã phản đối và ông đã kiện lên tòa kháng án thì tòa kháng án đã tạm ngừng và trả cái đơn này lại cho tòa district cho tránh án lê martin may yêu cầu bà này một là hủy bỏ cái án hai là giới hạn điều chỉnh lại bởi vì sau cuộc bầu cử năm 2020, ông Lindsey Graham có gọi cho ông Brad Raffenberger là bộ trưởng hành tránh của tiểu bang Georgia, kêu kiếm những cái phiếu lậu gì đó. Thì bây giờ tiểu bang người ta nghi là ông này có can thiệp vào vấn đề bầu cử. Thì ông nói là không can thiệp, đó là công việc của một vị dân cử liên bang và ông không chịu ra. Thế thì ngày hôm nay bà tránh án Martin May lại đưa ra một phán quyết khác, bắt buộc ông này phải ra để khai, nhưng mà giới hạn cái câu hỏi lại. Đó. Tức là hôm trước bà bắt ông này phải ra, để mà lấy lời khai ở trước tòa thì ông đã bảo không bà không được làm như thế ông mới kháng án thì tòa kháng án mới bảo ok thôi bà điều chỉnh lại hoặc là bà bỏ thì bây giờ bà điều chỉnh lại mà bắt ok tôi sẽ giới hạn lại chỉ hỏi trong chuyện bầu cử mà thôi thì bây giờ chưa biết là ông Lindsey Graham có kháng án lần nữa lên tòa hay không chúng ta sẽ chờ xem nhưng vụ đó là cái vụ mà nổi tiếng nổi đình nổi đám là bởi vì sao sau cái ngày bầu cử năm 2020 thì đích ông Trump lúc đó là tổng thống cùng với ông Mark Meadow là tránh văn phòng của ông đã gọi đến ông Ralph kêu ông này kiếm cho khoảng 12.000 phiếu ăn cắp cho dùng cho 12.000 phiếu của ông Biden để ông thắng lại ông Biden bởi vì lúc đó ông Biden thắng ông là khoảng nếu tôi nhớ không lầm là 11.799 phiếu gì đó. thì ông kêu ông này ông kiếm tôi 11.800 phiếu là hơn Biden lần một phiếu ông tôi thắng thì cái đó được coi là hành động xúi dục ăn cắp phiếu đó trong những ngày tới có thể ông Trump cũng sẽ phải ra ở cái tòa ở tại Georgia và cũng liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống chúng ta biết là sau đó qua phần xúi dục và sách động của cựu tổng thống Donald Trump đã có một cuộc tấn công quốc hội âm mưu lật đổ chính quyền vào ngày 6 tháng giêng năm 2021 thì trong cái vụ đó thưa quý vị biết chết 9 người hơn 800 người bị bắt và hơn 140 người bị thương thì hai cái nhóm chính là nhóm Proud Boys và Oath Keeper là tham gia với nhóm này bởi vì họ lên kế hoạch rồi mang vũ khí để kia tính lật đổ chính quyền mà thì trong đó có bà luật sư tên là Kelly Sorrell bà này là luật sư của nhóm đó, mà Kipper thì ngày hôm nay bà vừa bị Bộ Tư pháp bắt à ở bên tiểu bang Texas với cái tố cáo là bà âm mưu lật đổ chính quyền và cản trở công lý trong cái việc điều tra của Bộ Tư pháp, có nghĩa là Bộ Tư pháp đang điều tra 850 người bị bắt thì khỏi bà này đó bà này không trả lời người cho người ta cho rằng đó là âm mưu cản trở điều tra thành ra họ bắt bà Sorel hôm nay. Bà này có quan hệ mật thiết với ông Stuart Ross là lãnh đạo của nhóm Opp Keepers mà tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Ông Ross và cái nhóm của ông thì bây giờ cũng đã bị bắt và họ chưa xử ông này. Nhưng mà hôm nay họ bắt cái bà luật sư này. Xin nhắc lại quý vị, bà luật sư Kelly Sorel trên màn hình quý vị thấy bị tố cáo là uh, âm mưu lật đổ chính quyền và cản trở công lý. Trong khi đó cũng ngày hôm nay thì một cựu cảnh sát viên New York từng làm việc đây 20 năm cũng bị 10 năm tù vì tham gia vào cuộc bạo động ngày 6 tháng giêng 2021. Đó là ông Thomas Webster. À, ông này đã bị thấy đó trong màn hình đó, ông là người đầu tiên tấn công vào cảnh sát. Ông cầm cái cán cờ ngày 6 tháng giêng 2021 đã tấn công cảnh sát và cán cờ này đó là bằng kim loại thưa quý vị và bị coi là nguy hiểm. Và ông coi như là bị Ông hiện nay là một trong số 250 người đã bị trừng phạt, đã bị có án lệnh Và đây là cái án 10 năm là án nặng nhất đối với một người tham gia bạo động vào ngày 6 tháng Giêng 2021 một ờ, Khi mà vụ việc này, sự việc này xảy ra người ta nhận lại ông ngay ờ, Và bây giờ cho cái án 10 năm, cái lý do mà người ta cho án 10 năm đó là bởi vì sao Ông là cảnh sát, ông từng làm cảnh sát 20 năm ở New York Ông làm cảnh sát thì ông biết là cảnh sát bảo vệ trật tự như nào Nhưng ông nghe lời xúi dục của Tổng thống 4 năm Là ông Donald Trump ông tấn công các gọi là đồng nghiệp của ông Các đàn em của ông, những người cũng làm cảnh sát Ông từng làm cảnh sát 20 năm Thì cái đó là cái tội nặng Tức là ông không thể nói, ông không biết luật Ông là người đi ngăn chặn bạo động Bây giờ chính ông là kẻ bạo động Qua một lời xúi dục bạo động của vị lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ lúc đó là ông Donald Trump Thành ra họ phạt ông tội nặng là cái tội mà thông thường Ờ, người ta Việt Nam thì hay bảo là tội ăn cứt gà, nó hay nghe nó là suối trẻ ăn cứt gà đó, đó ông này tội ăn cứt gà giờ đánh 10 năm. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn gặp vào những ngày sau.